thông tin là ngân hàng này sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu 50% trong quý 3, và xa hơn là thương vụ bán cổ phần chiến lược 15% cho đối tác nước ngoài. Thì anh đánh giá như thế nào về tác động của hai thông tin này lên cổ phiếu VP Bank? Cảm ơn em. Xin kính chào các quý vị nhà đầu tư. Thì rõ ràng trong cái đợt vừa rồi chúng ta thấy là ngoài VP Bank thì cả cái ngành ngân hàng cũng đón nhận được một cái làn sóng tăng đáng kể. Thì VP Bank gần đây thì mình quan sát là cũng thấy được một số khách hàng hỏi, và mình nghĩ rằng cái sự quan tâm đối với cổ phiếu này cũng có quay trở lại. Thì như Hương có nói thì cái câu chuyện về mặt là chia cổ tức bằng cổ phiếu 50% thì mình nghĩ rằng cái này nó cũng không hẳn là một cái yếu tố mạnh nhất, bởi vì trong quá khứ thì VP Bank đã chia còn nhiều hơn 80%, nhưng mà nó không hẳn là một cái yếu tố gây một cái tác động lớn đến cổ phiếu về mặt dài hạn. Tuy nhiên cái thông tin về mà bán cổ phần cho đối tác chiến lược thì đây sẽ là cái thông tin theo mình đánh giá nó sẽ là thông tin đánh tác động mạnh nhất đến cổ phiếu. Bởi vì theo như bên mình đã cập nhật liên tục thì VP Bank sẽ muốn bán 15% cổ phần cho một đối tác chiến lược, và chúng ta trên thị trường mình tin rằng là mọi người cũng đã nói chuyện nhiều đến cái đối tác này, đó là cái đối tác mà cũng đã mua cái công ty tài chính tiêu dùng FB Credit năm ngoái. Thì họ muốn mua thêm cái cổ phần của ngân hàng mẹ để tăng cái tỷ lệ chi phối đối với FB Credit. Thì mình nghĩ đây là một cái thông tin rất là đáng chú ý đối với VP Bank. Thì theo cập nhật của bên ngân hàng thì họ vẫn đang triển khai cái điều bán vốn này, và họ vẫn đang đặt mục tiêu là trong năm nay sẽ xong. Tuy nhiên theo mình, quan điểm của mình thì mình cứ nghĩ rằng là chúng ta hãy đặt một cái khung thời gian khoảng 6 tháng cho nó. Tức là khi mình tính toán cái quyết định đầu tư, 6 tháng là một cái đánh giá hợp lý. Thì về mặt quan điểm của mình thì trong cái deal này, cả bên bán vốn là VP Bank lẫn bên mua là có một cái ngân hàng của Nhật đều rất muốn thực hiện cái deal này. Tất cả nó chỉ phụ thuộc vào cái quy trình xử lý cái việc mà họ thoái cổ phần tại Exim Bank và thực hiện một số những cái thủ tục về pháp lý thôi. Chứ còn cả bên mua và bán đều rất muốn thực hiện, và mình tin rằng cái định giá cũng sẽ rất là hấp dẫn. Dạ, gần đây thị trường có râm ran trước thông tin là thương vụ này sẽ được thực hiện với mức định giá của VP Bank là trên 50.000. Thì theo anh là đối với nền tảng của VP Bank hiện tại và tiềm lực của VP Bank thì mức định giá này có hợp lý hay không? Thực ra là trong cái phần mà mình ước tính cái định giá cho cái thương vụ này thì đây là một phần một cái gọi là thương vụ bán chiến lược. Thì theo như là các vụ bán chiến lược trước đó của đối trong ngành ngân hàng Việt Nam á, thì cái mức định giá nó xoay quanh khoảng từ 2.4, 2.5 đến gần 3 lần book. Thì đối với VP Bank, mình nhớ là năm 2018 khi mà ngân hàng này cổ phần hóa thì họ đã bán được cái định giá là 2.2 lần book. Và VP Bank hiện tại so với VP Bank cách đây 5 năm là mạnh hơn rất là nhiều về cái nền tảng hoạt động cũng như là cái khả năng sinh lời. Thì mình nghĩ rằng là cái mức định giá cho cái việc bán 15% cổ phần này á, đủ sức để mà đạt được cái mức định giá đâu đó khoảng 2.4 đến 2.5 lần book. Và cái book của VP Bank đợt này được nâng lên rất là cao nhờ khi mà cộng thêm cái nguồn tiền từ bán FB Credit. Thì mình nghĩ là cái mức giá khoảng từ 50 đến 55 nghìn là phù hợp cho với cái việc bán cổ phần này của VP Bank. Ở bức tranh toàn ngành ngân hàng thì theo anh là đâu sắp tới sẽ có những thông tin gì hỗ trợ cho ngành? Thực ra là thị trường cũng đã được nghe bên thống đốc ngân hàng nhà nước cũng nói rằng là trong tuần này có thể là có những thông tin về nới thêm cái room tín dụng. Mình nghĩ đây là một cái tin tích cực đối với toàn ngành, không chỉ là ngành ngân hàng mà cả nền kinh tế nữa. Thì tất nhiên cái việc mà cái nâng room thì nó cũng không phải là quá nhiều, mà tuy nhiên chúng ta nhớ rằng là ngành ngân hàng đã đẩy cái tăng trưởng tín dụng rất là mạnh trong 6 tháng. Thì cái phần mà họ cho vay ra được nó tiếp tục sinh lãi, và việc họ nhận thêm được những cái room tín dụng mới thì nó sẽ tăng thêm nguồn thu lãi cho họ. Và năm ngoái chúng ta có cái nền lợi nhuận của quý 3 và quý 4 năm ngoái cũng bị giảm rất là nhiều do khi mà các ngân hàng chủ động trích lập dự phòng, khi mà đối phó với cái việc mà chúng ta gọi là lockdown rất là chặt chẽ. Thì năm nay thì tôi tin rằng là cái việc là giảm được cái trích lập dự phòng đó cũng sẽ giúp các ngân hàng tăng được cái lợi nhuận, mặc dù cái room tăng trưởng tín dụng không cần quá nhiều. Và trong các cái ngân hàng mà nhận được cái hãng tăng trưởng tín dụng mới mà đáng chú ý đó là Vietcombank. Vietcombank thì 6 tháng đầu năm nay đã đẩy cái tăng trưởng tín dụng là 14%. Mọi năm họ bị giới hạn ở mức 14%. Tuy nhiên năm nay với cái việc là đầu năm đã đẩy được 14% và sắp tới họ khả năng là nhận được thêm 5% nữa, thì sẽ giúp ngân hàng này có cái
không gian để mà đẩy lợi nhuận rất là tốt. Đấy là chưa kể việc là họ đã trích lập dự phòng lên đến 500% nợ xấu. Thì riêng cái việc mà giảm cái trích lập dự phòng thôi cũng đã sẽ giúp ngân hàng này đẩy cái lợi nhuận lên rất là tốt. Định giá hiện tại cũng đang khoảng 2.8 lần book so với cái mức bình quân 5 năm của họ cũng khoảng ít nhất là 3 lần. Thì cái việc mà được ngân hàng này được định giá lại về mức bình quân cộng với cái book đang mở rộng rất là tốt như vậy thì sẽ cho một cái upside rất là lớn đối với Vietcombank. Dạ, xin cảm ơn anh.